Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin phát hiện thêm một khu trường bắn với đích là tàu sân bay trong sa mạc của Trung Quốc. Trong một khu trường bắn thứ hai trong sa mạc ở mạn Tây Bắc Trung Quốc với đích bắn là mô hình tàu sân bay của Hoa Kỳ vừa mới được phát hiện. Trường bắn này không xa mấy với trường bắn thứ nhất mà cách đây ít lâu hình ảnh vệ tinh của Viện Hải quân Hoa Kỳ đã phân tích. Cổng thông tin của Viện Hải quân Hoa Kỳ đã loan tin về một khu thứ hai gồm có một đích bắn là tàu sân bay cách khu thứ nhất chừng 300 dặm và cũng ở vùng Tân Cương. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc giống một tàu sân bay ở tầm ngắm tên lửa tại Nhược Khương, Trung Quốc hôm 20 tháng 10 năm 2021. Hồi cuối tuần qua, Maxar Technology công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy những cấu trúc trông giống một chiếc tàu sân bay hoàn chỉnh và ít nhất là hai tàu khu trục lớp Agre Booker tại một khu bị nghi là trường bắn ở sa mạc Thakaman ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. USNE News cho rằng trường bắn mới phát hiện có những đặc tính tương tự trường bắn thứ nhất, nhưng tàu sân bay đích bắn chỉ bằng phân nửa một tàu sân bay lớn Nimitz thực sự của Hoa Kỳ. Các nhà phân tích cho rằng các mô hình chắc hẳn được sử dụng trong một mục tiêu huấn luyện cho tên lửa đạn đạo diệt hạm và phát đi thông điệp răn đe cho Hoa Kỳ và Đài Loan. Ông Malcolm David, chuyên gia phân tích cấp cao về chiến lược và khả năng quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Australia Úc phát biểu rằng thật rõ là Trung Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo diệt hạm, mục tiêu giúp chúng có được phương thức mới tấn công Hải quân Hoa Kỳ và đồng minh từ tầm xa. Ông nói tiếp, không giống như hệ thống tên lửa diệt hạm là tên lửa hành trình, tên lửa này sẽ sử dụng một quỹ đạo đường đạn tấn công từ trên xuống một mục tiêu ở bên dưới. Theo chuyên gia phân tích này, thì mô hình được thiết kế nhằm thử nghiệm các cảm biến trên tên lửa cho việc dẫn đến mục tiêu cuối cùng, tức là điều chỉnh đường đi của đầu đạn cho găm vào tàu sân bay. Đó là một tàu sân bay khi đang di chuyển, một khi tên lửa đáp xuống mục tiêu. Ở một mức độ rộng hơn, đây là một phần trong việc xây dựng khả năng quân sự của Trung Quốc để đối đầu với việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào tình huống bất ngờ liên quan đến Đài Loan trong tương lai, mà có thể xảy ra nếu Trung Quốc quyết định sử dụng vũ lực để sát nhập Đài Loan vào đại lục. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thống nhất hoàn toàn đất nước Trung Quốc là nhiệm vụ lịch sử. Còn Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thì khẳng định Đài Loan là một quốc gia độc lập. Vào ngày 6 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính thừa nhận rằng căng thẳng qua eo biển Đài Loan ở mức tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và hứa sẽ thu hồi lại dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh, nếu cần có thể dùng bằng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan tự xem họ là một quốc gia có chủ quyền. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói hôm thứ Ba rằng các lực lượng vũ trang của Trung Quốc có khả năng phong tỏa các bến cảng và sân bay quan trọng của hòn đảo. Theo đánh giá mới nhất, Đài Loan cảnh báo đây là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng từ người láng giềng khổng lồ. Trong một báo cáo được công bố 2 năm một lần, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng Trung Quốc đã phát động điều mà họ gọi là chiến tranh vùng xám, trích dẫn ra 554 cuộc xâm nhập của máy bay quân sự Trung Quốc vào khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan, tính từ thời tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 8 năm nay. Đồng thời, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PEA cũng đang đặt mục tiêu hoàn thành việc hiện đại hóa lực lượng vào năm 2035 để đặt mục tiêu ưu thế trong quân sự có thể chống lại Đài Loan và khả năng cao để ngăn các lực lượng nước ngoài, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết như vậy. Đây là hình ảnh quân đội Trung Quốc tham gia tập trận tại một bãi biển ở tỉnh Quảng Đông vào tháng 8 năm 2019. Hiện tại, quân đội Trung Quốc có khả năng thực hiện phong tỏa, phối hợp các bến cảng, sân bay và các đường bay ra nước ngoài quan trọng của chúng ta nhằm cắt đứt các đường bay dây liên lạc trên không lẫn trên biển và tác động đến nguồn cung cấp quân sự và hậu cần của chúng ta. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng nêu ra như vậy trong báo cáo. Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan đã là một quốc gia độc lập và cam kết sẽ bảo vệ nền tự do và dân chủ của hòn đảo này. Tập trung cho khả năng sẵn sàng chiến đấu, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ không bị thu hút vào những phát hiện gần đây như vừa nêu. Một phát ngôn viên của bộ này nói rằng khi được hỏi về những mục tiêu, mô hình mà Trung Quốc dựng lên và chương trình huấn luyện của tên lửa rõ ràng, nói Lầu Năm Góc tập trung vào công tác chuẩn bị và khả năng sẵn sàng của mình.
Phát ngôn viên John Kerry đã phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba ngày 9 tháng 11 rằng điều mà chúng tôi quan ngại là sự gia tăng, đe dọa và hành vi cưỡng bức của quân đội Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như chiến thuật cưỡng bức mà họ đang sử dụng, cả việc dùng đến các công cụ kinh tế để uốn cong các nước khác đi theo ý chí hay quan điểm cho quyền lợi tốt nhất của Trung Quốc. Chúng tôi đang tập trung vào công tác phát triển năng lực, đường hướng hành động đảm bảo rằng chúng tôi có sẵn nguồn lực và chiến lược đúng hướng để có thể đối phó với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như là một thách thức số 1. Trung Quốc cũng đang phát triển một số chương trình tên lửa đạn đạo diệt hạm mới. Báo cáo thường niên mới nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về quân đội Trung Quốc cho thấy rằng vào tháng 7 năm 2019, Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành nhiều lần xúc tiến bắn đạn thật đầu tiên được công nhận ở Biển Đông với 6 tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phòng 21D bắn xuống vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo Đông Phòng 21D của Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh. Báo cáo còn tiết lộ Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cũng đồng thời đang tìm cách phát triển một loại tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa từ đất liền. Đông Phòng 26 cũng như tên lửa chống hạm có thể bắn từ máy bay hoặc tàu chiến. Mỹ cũng thử hệ thống phòng thủ vòm sắt để chống lại tên lửa của Trung Quốc và Mỹ đã triển khai một trong hai khẩu đội chống tên lửa vòm sắt tới đảo Guam. Hệ thống này đang được phát triển ở Israel, hiện đang được thử nghiệm ở Guam như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm bảo vệ lãnh thổ khỏi mối đe dọa từ tên lửa của Trung Quốc, theo tờ báo Wall Street Journal chia sẻ. Cũng theo báo cáo, hệ thống phòng thủ vòm sắt sẽ chỉ có tác dụng giới hạn trong việc chống lại các tên lửa đạn đạo phóng từ Trung Quốc. Nhưng cuộc thử nghiệm hiện tại chỉ ra hàng loạt loại vũ khí hạng nặng của Mỹ cũng đang được chuyển về khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đặc biệt khi Lầu Năm Góc đề cập đến sự leo thang của Trung Quốc như thách thức số 1 đối với Mỹ. Hệ thống này có thể được sử dụng để chống lại tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom của Trung Quốc, mặc dù một chuyên gia đã nói với tờ báo Wall Street Journal rằng việc sử dụng hệ thống này là rất là một giải pháp tạm thời. Đây là hình ảnh hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel. Được phát triển bởi hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael của Israel và công ty hàng không vũ trụ Israel, hệ thống vòm sắt được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa và đạn pháo tầm ngắn và đã được lực lượng phòng vệ Israel sử dụng từ năm 2011. Vào tháng 8 năm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trong nước đầu tiên của hệ thống phòng thủ vòm sắt tại bãi biển. Các hình ảnh vệ tinh do Max Technology có trụ sở tại Colorado công bố hôm Chủ nhật cho thấy quân đội Trung Quốc đã chế tạo mô hình tàu sân bay hải quân Mỹ và tàu chiến khác của Mỹ. Có thể là mục tiêu huấn luyện được sử dụng ở sa mạc Takaman tại Tân Cương. Các mô hình này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường khả năng chống lại tàu sân bay và đặc biệt là chống lại hải quân Hoa Kỳ khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang ở mức cao về vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 với bản tin phát hiện thêm một khu trường bắn với đích là tàu sân bay trong sa mạc của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cũng biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.